Xin chào quý vị. Trước mắt chúng ta là một con phố rộng khoảng 25m, nhiều cây xanh. Phố này thì chạy dọc bờ phía bắc của hồ Thủ Lệ, dài khoảng gần 1km và là một trong những tuyến phố trung tâm của thủ đô thuộc quận Ba Đình. Tại nút giao của phố này với Liễu Giai thì có hai tòa tháp nổi tiếng về kiến trúc và sang trọng về đẳng cấp. Đó là trung tâm thương mại Lotte Hà Nội và khách sạn Đài U. Ở đây thì giao cắt với Liễu Giai, Linh Lan, Nguyễn Văn Ngọc, đường Bưởi, vân vân. Khu này thì giao thông rất là thuận tiện. Qua nút giao đi thẳng là Nguyễn Khánh Toàn, rẽ trái là Cầu Giấy, rẽ phải là Hoàng Hoa Thám. Vâng, con phố mà em đang nhắc đến ở đây là phố mang tên hậu duệ của Đào Duy Từ, một nhà soạn tuồng nổi tiếng. Phố này là phố Đào Tấn ạ. Bất động sản ngày hôm nay thì nằm trong con ngõ của phố này. Kính mời quý vị cùng ở lại màn hình và cùng đón xem sau đây. Đây là bất động sản em muốn giới thiệu được quý vị đấy ạ. Mọi người ơi, đây không phải chỉ có một căn mà còn đến 7 căn xây riêng biệt. Diện tích sổ đỏ mỗi căn là 31 đến 34 mét vuông một căn. Tầm giá thì từ trên 4 tỷ. Giá từng căn thì em có để ở phần mô tả của video nha. Ở đây thì có vài hướng để chúng ta lựa chọn là Tây Bắc, Đông Bắc và Đông Nam. Căn mà em hiện đang quay thì có hướng Tây Bắc nha quý vị. Về mặt tiền của các căn thì cũng khác nhau. Nó dao động từ 3,5m, 3,6m đến 4m và 4,8m. Nhìn chung là sổ đỏ mới nên là khi tách thửa đã có tính toán sao cho hình thù thửa đất trên sổ nó đẹp nhất có thể rồi. Nhà mình ở đây thì có pháp lý sạch, sổ đỏ chính chủ. Địa chỉ của nhà thì thuộc phố Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Về giấy tờ thì đầy đủ, riêng biệt, sẽ bàn giao tất cả cho người mua. Chúng ta đang xem mặt tiền và em Thiện sẽ mô tả một chút về thiết kế bên trong như sau. Nhà mỗi tầng một phòng, 5 tầng thì sẽ có 3 phòng ngủ ở các tầng là 4, 3, 2. Tầng 5 là sân phơi, phòng thờ. Tầng 1 là bếp như quý vị đang xem đây. Về nội thất thì nhà không có giường, tủ hay điều hòa gì đâu ạ. Cơ bản là nó sẽ như thế này. Chúng ta mua nhà là chính, còn đồ đạc thì tự sắm cho ưng ý mình. Ở trên các phòng ngủ thì vẫn được trang bị là sàn gỗ. Nhà vệ sinh thì có đầy đủ thiết bị. Đặc biệt, đối với dự án này thì cái nhà vệ sinh khá là đẹp. Lát nữa em sẽ quay cho mọi người xem. Ở đây thì tủ bếp đóng cao kịch trần nhé, để được rất là nhiều đồ. Mảnh đất này thì nằm giữa khu dân cư, đi lại thuận tiện. Đường vào nhà thì cũng rất là sạch sẽ. Nhiều hàng quán, nhiều văn phòng, nhiều căn hộ cho thuê, vân vân. Nếu sở hữu nhà tại vị trí này thì rất là thuận tiện, cả về địa lý, dân cư, giao thông, tiện ích. Nhà nằm gần nhiều trung tâm thương mại, nhiều hàng quán, gần công viên Thủ Lệ, gần Hồ Tây, nhiều bãi đỗ xe, khuôn viên đẹp, nhiều trường chợ. Hiện tại thì em đang quay một trong 7 căn tại dự án này. Nhà đang trong quá trình hoàn thiện nên là giá cả hoặc là căn nào bán rồi, căn nào còn, kích thước cụ thể ra sao, hướng như thế nào thì xin quý vị, quý khán giả liên lạc trực tiếp cho em Thiện qua số điện thoại hoặc là Zalo để được giải đáp nhé. Nhà cũ, nhà mới hay là đất tại Hà Nội thì luôn được cập nhật trên kênh của Thiện. Quý vị quan tâm thì xin đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm chuông để không bỏ lỡ các video nhà đẹp nhé. Giờ thì em xin được chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại cả nhà ở các video sau.